Thưa quý vị, phần cuối của bản tin 5 phút hôm nay sẽ là những nội dung chi tiết về đợt mưa lớn kéo dài và dự kiến bắt đầu từ đêm nay tại khu vực Trung Bộ, kèm theo đó là những nguy cơ nguy hiểm. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Từ đêm nay đến ngày mai, khu vực Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 100mm. Cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Từ thứ Sáu đến Chủ nhật, vùng mưa to sẽ là từ Quảng Trị mở rộng xuống đến Bình Định. Cảnh báo nguy cơ có mưa to dồn dập trong thời gian ngắn với cường suất lớn trên 100mm trong 6 giờ. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Người dân trong các khu vực cảnh báo mưa lớn cần chủ động các biện pháp ứng phó